Bạn này nói chuyện nghe có vẻ có lý nè các bạn. Có 3 lý do chính người Việt tị nạn chọn Cali: một là nắng ấm, hai là có nhiều việc làm không cần trình độ, ba là gần Chinatown để dễ mua đồ ăn. Bạn comment có vẻ có lý á. Không, cá nhân nhiều người thấy comment là khá là hợp lý. Sao nước Mỹ nó gọi chống phá nhà nước là khủng bố, còn Việt Nam mình gọi là phản động vậy anh Duy? Đâu có vậy. Cái phản động là cái chữ chung chung. Còn ví dụ như cái hành động trong cái phản động đó cụ thể là cái gì? Nếu mà cái hành động, cái phản động đó là chọi bom xăng vô trụ sở chính quyền thì đó là khủng bố. Em nói bậy rồi. Có thằng nói mình giàu, có mấy đồng Bitcoin vẫn đi ăn xin online đó anh. Thì bây giờ nó bán mấy đồng Bitcoin của nó ra, nó gom ra tiền Việt Nam tao mới tin. Vì Trung Quốc sang biển Indo thì Indo nó đuổi, còn sang Việt Nam thì suốt ngày quan ngại làm sao. Tại vì đơn giản á, là Việt Nam cao cờ hơn thằng Indo. Thằng Indo nó chỉ có đuổi thôi, nó không có quan ngại. Còn Việt Nam vừa quan ngại mà vừa đuổi mới là cao cờ. Vậy cũng hỏi nữa nghiêu. Đơn giản mấy em phản động này cha hỏi chán quá bạn ơi. Đúng là cái trình phản động nó chỉ có vậy thôi à. Mấy chuyện đơn giản này cũng hỏi nữa. Thì cái mồm tao quan ngại, cái tay cái tao đuổi được không? Ai cấm? Chơi nó phải vậy nha mấy em. Duy Nguyễn nghĩ sao vụ Amazon bán thảm chùi chân? Theo góc nhìn của Duy Nguyễn thôi nha, cái thằng Amazon nó bán thảm chùi chân đó đó, cái tội nó không có nặng bằng cái thằng làm ra cái thảm đó. Vậy thì chúng ta cần phải điều tra coi cái thằng nào làm ra cái thảm đó tội nó mới nặng. Rồi còn thằng kia nó bán nhiều khi nó sàm sàm thôi, chứ nó cũng không có phải là nó cố tình. Nhưng mà tất nhiên là nó có đóng vai trò, nó quảng cáo, thấy không? Nó nên nhiều khi tôi thấy các bạn là cứ nói rằng Amazon nó bán thảm chùi chân, ok mình biết, nhưng mà cái vấn đề mình chưa biết là thằng nào làm cái thảm đó. Không chừng phản động làm sao? Làm thì Amazon nó phải kiểm duyệt chứ anh. Ồ, kiểm duyệt cái gì mà nó biết gì đâu kiểm duyệt. Cái chuyện này chỉ ngoài phạm vi Việt Nam, chừng nào thằng Việt Nam kiểm duyệt nó mới là tội. Còn bây giờ cái thằng Amazon quốc tế mà, đúng không? Tụi em nhìn nhận sự việc phải chuẩn. Thí dụ như mình thấy nó vậy mình report nó, mình báo cho nó biết thì nó tháo xuống là được rồi. Rồi lôi ra trị cái thằng làm thảm kìa. Cái thằng làm thảm là cái thằng biết mà nó vi phạm đó. Anh Duy có thích đổi tôn giáo khác hoặc vô thần không anh? Tại em thấy đạo Thiên Chúa thường không thích làm nhà nước cho lắm. Mặc dù đạo Thiên Chúa không thích làm nhà nước cho lắm hay gì đó tao không biết, nhưng mà mày đừng hỏi con ngu như vậy nha mày. Ông mày sống trên đời mà cãi đạo, đó thứ đó gọi là gì tao không biết luôn. Đúng không? Đã là người bình thường người ta vô đạo nào người ta vô. Đúng không? Nhưng mà chuyện tự nhiên cãi đạo vì một cái lý do xàm. Tào lao, nói chuyện tôn giáo mà đụng chạm tới đức tin. Đúng là trẩu tre thiệt chứ. Mẹ hết chuyện để hỏi rồi sao ta? Đạo xấu thì cãi hả? Tôi chưa thấy cái đạo nào hợp pháp mà xấu hết á. Bản chất của tôn giáo sao xấu được? Vậy em lấy vợ đạo chúa, mấy ông cha bắt cải đạo là mấy ổng tào lao hả anh? Mày tào lao thì có. Đúng không? Nếu mà em đạo Phật thì em kiếm nhỏ đạo Phật em yêu đi. Tự nhiên phải đạo chúa mới chịu. Đó do mày tào lao, yêu một người đâu gì khó khăn. Yêu một người là xuất phát điểm là do mày, là do em đó. Em tự chọn người đó để em yêu. Bây giờ em cảm thấy nhỏ kia đạo chúa mà hôn nhân trắc trở vậy thì thôi bỏ từ vòng đầu. Né đi, mình có duyên không phận. Mình làm bồ với nhau một thời gian thôi. Có vậy cũng vô đây hỏi nữa. Đúng tào lao thiệt chứ. Vấn đề tôn giáo mà đặt trong mắt mấy thằng trẻ trâu rồi nó phàm phu tục tử dã man. Còn nếu mà mày yêu nhỏ đó mày hy sinh nhỏ đó, thí dụ như đạo của em là gì, em có phải là Phật tử hay không? Nếu mà em chỉ là gia đình của em theo đạo Phật cái kiểu bình thường chưa là Phật tử thì cũng chưa gọi là theo tôn giáo nặng. Thì đó em gia đình em theo đạo Phật, em theo đạo Chúa, em lấy vợ em có sao đâu. Chừng nào mà gia đình của em đạo Phật mà vợ như theo luôn á, đó. Theo dữ dữ luôn á, đó anh không rành nha các bạn. Cái gì người Thiên Chúa yêu mến Ngô Đình Diệm lắm nha. Ai yêu yêu chứ anh đâu có yêu đâu em. Anh chỉ yêu nước yêu dân thôi chứ anh không yêu phản động được em. Khổ gì đó. Còn xét về Ngô Đình Diệm anh nói rồi, cách ông có chính quyền không có men. Chừng nào cái cách mà ông có chính quyền men đi anh ủng hộ. Còn cái này cách chính có chính quyền của ông kỳ quá. Không men mấy bạn, chơi không quân tử. Mà đối với anh đàn ông mà không men là anh không thích rồi đó. Làm gì làm men cái đó. Rồi con bạn vô đề ba câu hỏi. Giải thích dùm quan điểm vì sao Covid bắt nguồn từ Vũ Hán Trung Quốc mà giờ Trung Quốc không thấy gì luôn. Thì bây giờ nó trị xong hết rồi, nó làm tốt thì nó không thấy nữa chứ có gì đâu bạn. Nó bị bùng dịch đợt đầu tiên của thế giới, rồi sau đó thực hiện những biện pháp phong tỏa cách ly rồi này nọ, rồi vaccine vắt sủng đồ, thì giờ nó nhẹ lại, nó gái te te rồi. Bây giờ Apple là quay lại đầu tư bên nhà nào, bên nước đó luôn rồi. Nó nghĩ mà nó cay các bạn ơi. Việt Nam mình giờ vô tình thành đi đi sớm về muộn, nó ém lại mà người nhiễm nó bắt hết nó không chữa. Thôi bạn ơi, bạn bớt khùng đi bạn. Trên đời này bạn nói chuyện nghe ngu như vậy mà bạn nói được á.
Bây giờ bạn là có bắt dân của bạn chết không? Bạn có bắt dân của bạn bị Covid rồi bạn ém lại không? Ém lại thì nó cũng chết thôi chứ sao ém là nó sống được. Nói chuyện ngu như vậy mà cũng nói được, tôi chán mấy bạn ghê á. Mấy bạn có phản động, mấy bạn có chống Tàu á, thì mấy bạn phải chống cho nó đẳng cấp, cho nó thông minh. Thằng Tàu nó mới sợ các bạn. Chứ bạn chống cái kiểu này, bạn đưa ra quan điểm một cái 1,3, 1,4 tỷ dân của nó ôm bụng cười không à. Việt Nam mình đang nhập vaccine Cuba hả anh? Không biết nè em ơi. Mà thường thường Cuba chắc cho chứ bán gì. Cuba Việt Nam thân lắm. À, khách hàng tôi là các tiệm nail ở Mỹ. À, bên đó giờ làm ăn ổn định ngon rồi ba. Việt Nam tầm một tháng nữa là gãy. Thôi mày nói chuyện bớt ngu đi, thằng phản động yếu. Bây giờ tiệm nail bên Mỹ mà mày nói làm ăn ngon, làm thợ bên đó bên Cali kìa, bồ tao mấy con luôn. Làm bên bển ngày dưới 100 đô sống ngon không mày? Ví dụ như đồng ý là không phải là người nào cũng ngày dưới 100 đô, cũng có người trên 100 đô là sự thật. Chứ không phải là ngày nào người nào cũng dưới 100 đô nha các bạn, nhưng mà mặt bằng dưới 100 đô rất là nhiều. Thì tôi hỏi bạn đó, bây giờ lái xe cóc đi làm nail đó mà một ngày dưới 100 đô, một tháng dưới 3.000 sống cái kiểu gì? Ở đó mà ngon, xạo xạo. Mấy bạn bên Mỹ bớt xạo đi mấy bạn. Qua rồi cái thời gáy nha. Gáy nó phải đúng bản chất, đừng gáy ẩu. Chuyện vaccine Covid-19 làm sao anh? Chuyện đó nhà nước lo chứ sao mình lo được em? Các bạn ủng hộ tiền đi, có tiền thì được rồi. Rồi từ từ mua vaccine thế nào, chuyện nhà nước mua mình không mua được đâu nha. À, nhiều thằng nói vaccine nhập hỗ trợ cho Việt Nam, vậy tiền của doanh nghiệp, người dân, nhà nước làm gì? À, và nó gọi tiệm vaccine phải tốn tiền của dân nữa. À, anh nghĩ sao? Bây giờ nói chung mấy thằng đầu bò đó thì nói làm gì, mấy em nó phản động mà. Đúng không? Nó ăn rồi nó sàm sàm thôi là nó phản động thôi chứ còn chối gì nữa. Bây giờ ví dụ thằng Nhật nó cho vaccine, nó cho được nhiêu? Dân Việt Nam này nhiêu? Cái đó là một ý, mấy em đam nó đi. Cái ý thứ hai rằng á, ủa cho rồi có cho tiền mua tủ lạnh không? Có cho tiền điện không? Có cho tiền thêm y tá chích không? Rồi đó, trả lời đi. Hai lý do đó đam vỡ đầu nó cho anh. Ui dăm ba thằng phản động cốc. Hợp lý không mấy bạn? Bây giờ Duy Nguyễn nói gì hợp lý không? Hợp lý vỗ tay. Nè, bây giờ này không thấy live stream, vỗ tay đi các bạn. Hợp lý comment số 1 đi cũng được nữa. Còn không hợp lý comment số 2. Còn vậy thôi. À, ngày mai chích vaccine có tốn tiền không Duy? Ồ thôi nó mày mua cái hòm mà chôn cho rồi đi, mày có vài đồng bạc cắt tiền vaccine của mày đặt hỏi nữa. Xà bỏ mẹ. Đàn ông đàn ăn gì như mày. Mấy bạn gái đừng bao giờ cưới những thằng như nó nha các bạn gái. Bây giờ chết tới nơi rồi có mấy đồng bạc cắt chích vaccine cũng bị đặt hỏi nữa. Không thấy nhục hả mày? Chứ tao nhục lây rồi đó. Nó là phản động đó bạn. Thằng này phản động có tiếng rồi. Nó trong vụ án gì cũng có tên, cũng có người phản động tên Kiên Giang hay là ở Kiên Giang gì đó. Các bạn hỏi có phải thằng này không? Không phải. Thằng này làm gì đủ tầm lên báo. Nó không tin đó chị An Nhiên đó. Chị An Nhiên cũng có thằng Kiên Giang thù chị lắm. Mà chị cũng thù Kiên Giang lắm. Thằng Kiên Giang đó là Kiên Giang này nè. Chứ còn Kiên Giang mà Kiên Giang lên báo, xin lỗi thì không có tầm. Đó, không tin hỏi chị An Nhiên coi. Không tin hỏi chị An Nhiên đi. Đó. Hỏi chị An Nhiên đi các bạn. Phải Kiên Giang này hay không? Tình báo Mỹ tiết lộ Trung Cộng sắp xảy ra đảo chánh để lật đổ Cộng sản của Bình Hí kìa anh. Cái chữ Bình Hí là tao biết mày fan của thằng nào luôn rồi đó. Trên mặt trận chính trị này anh biết khá nhiều đó nha các bạn. Mà mày dùng chữ Bình Hí tao biết mày fan của thằng nào rồi đó. Nói chuyện nghe mất nết mấy bạn, tôn trọng đàng hoàng chứ, đúng không? Mặc dù cho dù là kẻ thù, mình cũng phải tôn trọng kẻ thù. Mình kêu tên, kêu đúng đàng hoàng, kêu kỹ mày. Đúng không? Bởi vậy cái thằng lớp 7 mà nó kêu về là nó mất dạy. Vậy thôi à. Cóc cần biết mày đúng hay sai. Nó nói chuyện nghe nó mất dạy. À, vì người ta kêu Bình Hí, anh nói mất dạy, anh kêu leo tặc thì sao? Ôi thằng ở nhà mướn so với thằng chủ tịch, so với một ông làm chủ tịch nước. Xin lỗi mày xíu hớ bà. Đúng không? Má chơi gài ác á, xíu hớ. Thằng ở nhà mướn, đúng không? Đi so với người quyền lực số 3 thế giới. Hợp lý không mấy bạn? Người nắm quyền sinh sát của 1 tỷ dân so với thằng ở nhà mướn đi lo chạy cơm từng bữa. Mày so thế ai chơi lại? Đúng không? Mà huống hồ gì, thằng kia lôi thẳng tên ra luôn. Còn tao kêu leo tặc có gì sai? Ủa trên đời này có thằng nào tên leo không? Tôi hỏi bạn trên đời này có thằng nào tên leo không? Ở Việt Nam này hộ khẩu này nói tiếng Việt. Ví dụ như giờ tôi kêu đúng tên leo thì ok, bạn ý kiến cái cò. Còn bây giờ, thứ nhất, giả sử có đúng tên đi chăng nữa thì hai cái vị thế nó quá xa để mà so sánh. Ok, rồi cãi đi con. Cãi, binh leo tặc thôi tao lại luôn. Anh nghĩ sao về vụ Ronaldo gạt Coca-Cola qua một bên và khuyên mọi người không nên uống Coca à? Ủa anh Duy Nguyễn cũng khuyên không nên uống Coca mà. Cuộc đời anh Duy Nguyễn đâu uống nước ngọt có ga đâu em. Tại sao qua bên Ronaldo cái tụi em làm rùm rùm lên ghê vậy?
đúng không? Bây giờ nếu tụi em có kiến thức, tụi em có trí tuệ thì tụi em có nên uống nước ngọt có ga hay không, đó từ tụi em suy nghĩ nha. Tụi em phải tìm hiểu kiến thức nha. Còn cái thứ nhất là cái lon nước ngọt có đáng giá bao nhiêu tiền, và thứ hai trong lon nước ngọt đó là cái gì, và thứ ba là uống nước ngọt như vậy thì nó có tác dụng gì. Vậy thôi mấy em, vấn đề căn bản đó. Giờ em cũng hỏi nữa, biết ở trong lớp tụi em học yếu rồi, nay dân mạng chửi bằng tiếng Ả Rập luôn rồi, kinh vãi thật. Lên Google bát vô dịch xong rồi copy, thật sự đọc mấy cái tin đó trò mèo nó chán gì đâu, thể hiện một cái bộ mặt mất dạy bẩn bựa trên mạng có tác dụng gì. Người nước ngoài người ta càng nghĩ bụng Việt Nam xấu xí thôi. Mà Duy Nguyễn nói cho bạn nghe, cái bọn Tây Á đó là cái bọn đó nó không có thiện cảm mấy tới Việt Nam đâu, nó không đánh giá Việt Nam mình ngon đâu bạn. Thí dụ như cái bọn thà bọn châu Âu với bọn Mỹ đi, nó sống nó còn quân tử hơn cái thứ mới vào như bọn Tây Á. Bọn Tây Á khó chịu lắm á, không biết các bạn có thấy như Duy không? Duy đúng không các bạn? Chứ Duy thấy một số trường hợp, và Duy nói chung là cuộc đời của Duy đi qua mấy thằng châu Á, Tây Á Duy cũng không có thiện cảm nó lắm, nó coi thường mình đó. Mà thí dụ nó coi như vậy mà giờ mình còn còn hổ báo cáo chồn trên mạng chỗ đó thì nó càng coi thường dữ nữa. Việt Nam Airlines có nguy cơ phá sản thì bây giờ dịch bay không được thì lỗ, lỗ thì bây giờ không cứu phá sản thôi chứ có gì đâu lạ. Tại sao kinh tế khó khăn mà ngân hàng vẫn lãi to là sao anh? Thằng này thiệt, mày du học gì đó mà mày gà vậy trời, anh không tin là mày đi du học luôn á. Thế giờ kinh tế khó khăn thì kệ bà nó, ngân hàng nó cho mượn tiền nó lấy lãi thì nó lỗ kiểu gì, trừ khi nào nó dính nợ xấu thì nó mới chết thôi. Nhưng mà giờ thời buổi này á thì dính nợ xấu thì chắc cũng hên xui. Nhưng mà người ta vay tiền ngân hàng là người ta có thế chấp, có chuyện gì lấy tài sản người ta luôn đó. Chừng nào ngân hàng mà nó phải giảm lãi suất xuống đúng không thì nó mới lỗ được. Ngân hàng giờ ghê lắm. Covid khó khăn mà tiệm hớt tóc với phòng gym còn bị bắt đóng thuế 7% kìa anh. Ôi người ta nói mẹ giờ mở cửa là làm ăn được rồi, 7% tiền cóc có ở đâu xộn. Đóng thuế 7% mà mày qua bên Mỹ có đóng nhiều, tiệm nail bên Mỹ đóng nhiều. Ở đó sồn sồn tối ngày phản động, tư tưởng phản động. Thật sự tôi thấy đây là tư tưởng phản động mà. Giờ quan trọng là có công ăn chuyện làm thôi, mở cửa ra đóng thuế 7% có đầu căng. Căng chỗ nào? Bạn coi đi bên Mỹ tiệm nail đóng thuế bao nhiêu. Cái này tôi không đồng ý với các bạn nha. Quan điểm các bạn quá ích kỷ. Quan điểm của bạn như giống như những cái con sinh trùng chỉ hút máu trên mặt chủ thôi. Không có cái tư tưởng đóng góp, không có tư tưởng cầu thị, không có tư tưởng gọi là lan tỏa cộng đồng kết nối yêu thương, không có tư tưởng đồng hành cùng với nhà nước, chính phủ đâu các kiểu. Anh nghĩ sao về việc đưa tiền ủng hộ vaccine vào ngân hàng để lấy lãi đúng quy trình? Thì bây giờ vaccine thứ nhất á, bây giờ phải đi tìm nguồn mua. Đó, khi mà các bạn tìm nguồn mua rồi, người ta bắt đặt cọc nhiêu hay chuyển khoản nhiêu hay công nợ sao ai biết được? Đúng không? Cái chuyện đó nó phải rõ ràng. Đó, còn bây giờ nếu mà cái dòng tiền này thật sự nó rảnh thật thì bỏ ngân hàng lấy lãi là chuyện đúng. Nói chung là tụi em làm ăn tụi em yếu quá. Thí dụ như những cái đối tác mà người ta lớn á, người ta làm ăn với nhau á, là người ta ký LC ông ơi. Biết ký LC là gì không? Hả? LC trả muộn 90 ngày, ví dụ vậy mà lớn mới được nha. Đó, thí dụ như giờ mua hàng bên Mỹ Đế đó, 1 tỷ đô, xong rồi ký LC trả muộn 90 ngày. 90 ngày là 3 tháng, nó cầm 1 tỷ đô đó quăng ngân hàng để lãi. Đúng không? Rồi xong rồi tới 3 tháng đó ngân hàng đạp số tiền 1 tỷ đô đó quăng quanh kia. Thì hàng ở đây nó có lãi được 3 tháng của 1 tỷ đô. Đâu có đó làm ăn bác. Bởi vậy mấy em à, nói chung là tụi em có được những kiến thức làm ăn thực tế này từ Như Nguyễn là tụi em phải mua súp BBT, phải đóng tiền nó mới đúng đạo, chứ không phải ngồi đây nói nhiều đó các bạn. Anh chia sẻ cách vận hành doanh nghiệp mùa dịch được không anh? Em vừa nhảy vào mảng kinh doanh truyền thống và toan tới nơi rồi. Nói chung kinh nghiệm gì nó thuộc dạng nhiều yếu tố của em. Bây giờ ví dụ như bây giờ cái doanh nghiệp của em mới thành lập ra thì nó còn non trẻ, hơi thở nó còn yếu ớt, thì cái gì mà nó cuốn qua thì nó cũng đi luôn ha. Từ từ mình phải làm cái doanh nghiệp mà nó mạnh lên, nó có sức đề kháng hơn, đúng không? Nó có vốn dự trữ này nọ kia, nó có thị trường, nó có network đồ này nọ các kiểu. Còn bây giờ doanh nghiệp em mới thành lập ra, thị trường chưa có, tất cả gồng vốn không, chịu sao nổi. Leo tặc nói bà bờ phờ nờ làm đúng kìa anh, đúng ở điểm nào? Đúng ở điểm nào, đúng không? Mày nghe leo tặc đi, mày trừ hao lên 180 độ là đúng à. Sao Việt Nam không cấm YouTube? Tự nhiên cái đi cấm YouTube, Việt Nam ra luật quản lý YouTube là được rồi. Thì anh thấy là trong giai đoạn hiện nay đó, đất nước Việt Nam đang hoàn thiện những cái bộ luật để quản lý không gian mạng. YouTube Việt Nam đa số phong trào toàn đi sau thế giới, nhưng gặp thời nên mới phát lên. Em thấy nhiều YouTube nước ngoài hay nhưng lượt sub rất ít vì họ kiểm tra gắt gao. Anh thấy em nói đúng không? Nói không có đúng. Ở nước ngoài tùy nước nào. Thí dụ ở nước ngoài á, những cái nước mà nó phát triển đó,
thì cái ý thức, cái gọi là cái dân trí của người dân nó cao hơn trong vấn đề chọn lọc thông tin, trong vấn đề xử lý thông tin và cái vấn đề mà coi YouTube. Còn ví dụ như những nước mà gọi là dân trí nó còn hơi thấp thấp á, thì họ coi họ với mức độ là họ họ ít khó hơn. Giống như bây giờ á, Duy Nguyễn coi YouTube Duy Nguyễn khó lắm bạn, đâu phải là cái nào Duy Nguyễn cũng coi. Nhưng mà ngược lại á, có những bạn khác á, người ta coi bất chấp, người ta coi những cái hiện tượng rắn khổng lồ, người ta coi hiện tượng bánh canh khổng lồ, người ta coi hiện tượng người này chửi người kia, người ta coi hiện tượng người kia bóc phốt người nọ. Đó là người ta coi, người ta bị cuốn vào những cái hiện tượng. Đó, nhưng mà cái đó đâu phải là người nào cũng quan tâm. Thì ở nước ngoài, ở những nước phát triển như G7 hay những nước dân trí cao đó, thì cái đó nó coi là nhảm. Nhảm là nó tẩy chay, nó bài trừ. Thì một YouTuber người ta muốn sống được thì người ta buộc họ không nhảm cái đã. Đó, và cái thứ hai là cái hệ thống pháp luật nó quản lý nữa bạn. Thí dụ như bạn làm một video nhảm hay gì đó tùy mức độ này nọ kia, xúc bạn luôn. Cái vấn đề đó bên Trung Quốc là cực kỳ gắt các bạn. Những nước khác thì mình không biết, nhưng bên Trung Quốc cực kỳ gắt. Bây giờ nó ra luật là livestream là cấm móc lỗ mũi luôn á. Cấm làm gì đó. Cấm cái gì chứ cấm móc lỗ mũi, tức là nó ra những cái luật nó quản lý mạng xã hội rất là ghê. Còn tóm lại thì Việt Nam mình thì bạn hiểu rồi mà. Tốc độ phát triển của Việt Nam mình nó quá nhanh đi, trong khi dân trí nó theo không kịp. Nó mà cái vấn đề này nó còn lâu, nó còn dài, nó còn là vấn đề nhức đầu của biết bao nhiêu người luôn. Chấp nhận thôi. Anh Duy nghĩ thế nào khi sim điện thoại nạp tiền vào được, còn rút tiền ra không được? Cũng là tiền của mình mà. Thôi bớt nhảm đi mày ơi. Tự nhiên cái tiền mày mua dịch vụ rồi mày rút tiền ra, nói chuyện nghe mắc cười. Đúng không? Nói chuyện nghe mắc cười quá mấy em. Không lẽ giờ tụi em mua cái bánh á, tụi em cắn nửa cái rồi xong rồi tụi em trả nửa cái bánh đó cho ông chủ tiệm, tụi em kêu nó thối tiền hả? Mẹ phải cả hỏi. Gì à, hỏi một câu nhé anh, mặt bằng có sẵn, nhà có sẵn, vốn khoảng 100 tới 150 triệu, mở tiệm tạp hóa ở quê sống ổn không anh? Đi làm thuê nản quá, ổn. Tạp hóa dưới quê ổn. Mà đó là túc ta túc tắc thôi chứ không có kiếm ăn được đâu ba ơi. Hiểu không? Mày 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 còn trẻ mà mày nghĩ sao mày mở tiệm tạp hóa cho con vợ nó coi thôi. Đó, em phải lên Sài Gòn lập nghiệp mưu sinh đồ. Lên Sài Gòn lập nghiệp mưu sinh đồ, hai đầu income. Vợ dưới quê thì nó bán tạp hóa, nó nuôi con, em lên đây làm kiếm thêm bồ nhí nữa, đúng bài này. Nói chơi thôi nha em, không phải nói giỡn, nói chơi thôi. Làm lo làm đi, chụp bồ nhí rồi hên xui, mất công vợ em nghe được nó phiền anh. Nhưng mà anh thật sự anh nói vậy, anh chấp nhận mang tiếng xấu vô người anh á, nhưng mà anh bật cái đèn lên cho vợ em cảnh báo nha. Tối là phải gọi video call đàng hoàng đều đặn với nó để coi nó ngủ ở đâu, nó làm cái gì, tiền bạc nó đưa về có mẻ đồng nào hay không nữa nha em vợ.